Thưa quý vị, mới đây, 4 thành viên gia đình Hinduja, gia đình giàu nhất của nước Anh, đã bị tuyên án tù ở Thụy Sĩ vì bóc lột người giúp việc Ấn Độ tại dinh thự của họ tại thành phố Geneva. Tòa án ở Geneva đã tuyên án ông Prakash Hinduja, 78 tuổi và người vợ là Kaman, mỗi người 4 năm 6 tháng tù vì tuyển những người nhập cư dễ bị tổn thương và bóc lột họ với đồng lương ít ỏi. Người con trai Ajay và vợ cũng lĩnh án mỗi người 4 năm tù. Gia đình này bị cáo buộc đưa những người giúp việc từ Ấn Độ đến Thụy Sĩ và tịch thu hộ chiếu của họ, trả lương khoảng là 325 franc, tương đương với khoảng 9 triệu 100 ngàn đồng một tháng, tức là thấp hơn tới 90% so với mức trả lương hiện thành. Hinduja là gia đình giàu nhất nước Anh với tài sản ước tính là khoảng 37 tỷ bảng Anh, tức là khoảng 47 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn Hinduja hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe và đã có mặt ở 38 quốc gia với khoảng là 200.000 nhân viên.